Rồi, đầu cái video thì cho Tùng xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì Tùng sẽ đi thả cua cả nhà ơi. Có ông anh nó cho được cái ao, và mấy anh em cố gắng đi sôi đêm để đi bắt cua con và đem xuống đây thả để kiếm thêm thu nhập nha cả nhà. Này đi với anh Quý nè. Chào cả nhà luôn. Hai anh em thả hồi hôm qua thả cô chắc cũng cỡ 3 kg ha anh Quý. Thì hôm nay cũng thả cũng cỡ 3 kg, hơn 3 kg nữa cả nhà. Ông anh nó cho được cái ao để thả thiên nhiên á. Thì mấy anh em cố gắng để đi bắt cua đêm và kiếm được những cái con cua nhèm, cua con, cua nhỏ đó cả nhà. Để thả xuống để cho nó lớn nha. Để cho nó lớn để vài tháng thì mấy anh em sẽ thu hoạch để kiếm thêm cái tiền thu nhập đó cả nhà. Thì từ ở trên cầu Hiệp Phước, Tùng ở trên cầu Hiệp Phước á, chạy xuống tới dưới ngay chỗ ở đây thuộc về Tân Tập Long An nha. Ở đây thì nằm bên Tân Tập, cũng là một cái đoạn đường để khá xa cả nhà, để mấy anh em đi thả xuống dưới đây để thả cua đó. Thì lát nữa tới điểm thả cua thì Tùng sẽ quay và chia sẻ cho cả nhà cùng xem nha. Thì cả nhà xem kênh thấy hay thì ủng hộ cho Tùng, cho Tùng một like và một đăng ký để có cái động lực là ra để làm video cho cả nhà xem nha. Rồi, ở đây thì vòng vòng đây cũng có nuôi cua không cả nhà. Ở đây nuôi cua người ta vào lưới nè. Bây giờ cái ao này thì của ông anh ông cho nè, 1.000 mấy trăm mét vuông, từ đây dài tới đầu dưới luôn cả nhà. Đó, cái ao này thì bây giờ mấy anh em sẽ tiến hành thả cua, cua đây. Đó, cua mấy anh em đi săn bắt nè. Con này chắc chết rồi quá. Con này chết rồi. Còn thở, thở để cho anh thở coi. Nó còn sống không? Ôi, còn que que cái nha. Còn que que thì lát nó thở xong rồi nó chìm nha. Đó đó. Nó lấy oxy nó sống lại tại bỏ vô cái bịch đi nắng quá. Cua này, mấy anh em đi bắt. Rồi hôm. Thả. Đó, mình có tùng cua. Thả, thả yên. Thả cũng là khá, khá cực đây này. Thì cái ao này nước nó cũng sâu và bự rộng. Nó thì mình thả xuống đó. Cua sẽ kiếm cá nó ăn đây. Anh em đi bắt những cái con cua mà bự đó cả nhà. Bự như vậy nè. À, nó còn mềm á thì đem xuống đây thả lại nha. Đó. Khá là yên. Thả rồi chừng 2 tháng sau thì mấy anh em sẽ xuống đây và thu hoạch lại và quay cho cả nhà mình xem nha. Có rồi, bỏ luôn tự động lại. Ừ. Cua này thì nói chung ra thì nó cũng chắc cả nhà, nhưng mà bán chưa được giá nha, tại nó còn quá nhỏ. Được rồi, được. Cắt hai bên thôi, cắt hai bên cái mí cạn, cắt hai bên mí cạn cái thả nó xuống. Ừ, cắt hai đó đó. Ừ, ừ gì đó, giờ dục xuống đi. Nhanh lẹ. Ừ. Ghê vậy. Ghê vậy nổi. Còn được rồi, thật lột cho đi. Không à. Thử nó bung nha. Cứ cắt nghe dục xuống thử nó bung. Thả xuống cái ngoài vừa không? Cái ao này tháo ra cái dập luôn không ta? Biết đâu. Lát mình chạy đi đưa đầu dưới mình coi coi. Đi thẳng dưới đó. Coi nó có tháo cái đầu dập không? Này chắc tháo không được. Hả? Được hay dĩ mà, đó đầu dưới có bọng đó, có bọng không cấm đó.
lát nữa Tùng sẽ đi xuống dưới coi thử coi cái ao này có tháo được không cả nhà. Chứ cái ao này mà thả xong rồi mà không tháo được là thua luôn. Đặt bắt từ từ. Chứ chừng nào mới hết. Nổi nè. Con cua này thả thì nó không có hao hụt đầu con nha cả nhà. Tại mình đi bắt á, mình đi bắt con cua cái mình thả nó thì nó không có hao hụt nha. Còn những cái con cua đá với con cua đặc nọ thì nó hay bị ngợp nước, rồi mình đem lên mình thả thì nó sẽ bị hao hụt cao hơn. Cua này con cua muốn cốm luôn cả nhà. Cua này thả xuống khoảng chừng từng lưỡi nữa là có lột. À, mấy anh em mình giờ đi xuống tới đây là cũng 12 giờ mấy, gần 1 giờ nữa nè. Nắng lắm. Cua cốm, con nó cốm rồi. À. Còn dạ. Cá khá nhiều luôn. Con ơi, con sống mày. Sống hả? Mày. Dụng hết bên que. Để nè. Con này còn sống. Không sao, nắm cái dây rút nó ra luôn. Cho nó nằm mé cho nó thở đi. Tự động nó bò. Đó. Giờ bò đi vậy đó theo. Đó. Đó. Bò xuống dưới đó, đó thở phiền bóng 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 nó đi đó cái này. Nhưng mà ở ngoài chỗ mình mua cua con, cua nhỏ nhỏ cái đó cũng mười mấy ngàn một con á cái này. Không có rẻ nha. Đây. Cua cái này là mười mấy ngàn con, lúc trước Tùng bán là cả 15 ngàn con đó nha, bắt bán cho người ta nuôi con này thôi. Con này chú đi, con này nó xịn bóng cho nó thở đi, ngợp rồi. Nắng quá chịu không nổi. Ù hay, bay về về luôn. Cắt cua bự luôn đi. Nói chung da cua cái này thì thả bán cũng được nữa nè. Cua nó già lắm mà. Chưa, không phải đâu. Cua nó không cua già, cua nó cua ấy, nó mới lột xong. Rồi lột phành phành luôn. Rồi, còn một em cuối cùng nữa là xong nha. Cái càng này chắc được bỏ luôn. Dưới. Con cua này nó sao mà nó không bò ta. Có cua ra luôn bò à. Ủa nó nằm nó thở rồi nha, đụng chạy mất tiêu rồi. Rồi. Bây giờ thì Tùng sẽ đi xuống đầu dưới coi có nó có được cái chỗ xả nước không nha cả nhà. Ở bên đây cũng có một cái ao nữa nè. Trời, đây dốc cẳng người ta lội quá trời quý ơi. Đây dốc cẳng người ta lội đi thả lưới gì quá trời nè. Cái ao này chắc có cá à cả nhà. À. Rồi. Rồi bây giờ thì mấy anh em cũng đã thả cua ở dưới cái tăng tập xong cả nhà. Giờ hai anh em mình đang núp mát ở trong bụi tre ăn chút nè. Hồi nãy qua đó thì nắng khá nắng nên ngồi nó lực đổ mồ hôi quá. Giờ hai anh em mình sẽ vô đây núp mát. Đây thì có cái nhà có bụi tre sẵn luôn cả nhà. Rồi để vô tham quan cái nhà, tao bỏ quan này cho cả nhà xem luôn nha. Rồi đây, ở đây có người ta nuôi cua, nuôi tôm, nuôi gì á. Đó, cái ao này thì của ông anh. Về nhà cũng của ổng luôn. Đó, nên mới nuôi tôm, nuôi cua ở đây nha. Nên mấy anh em mới đi xuống đây. Nhưng mà đi gặp ổng à, ổng cho cái ao để đi nuôi cua nha. Hả? Đó.
Khá nóng. Trong đây đồ quá quà không đó nè. Rồi bây giờ thì mấy anh em sẽ đi theo bờ đê giá hoài xe để đi về nha cả nhà. Đây cũng là cái ao này, cái nuôi cua này, ao này của ông anh nuôi cua chứ. Ao này cũng chính à. Đây là của ông, của con chính đây, dài của anh đó con chính. Không, miếng bờ đó xuống đây. Miếng bờ ngang đó đó hả? Không, miếng bờ đó đó. Miếng bờ đó xuống đây. Chạy thẳng dưới. Cái gòn của ổng luôn hả? Đây người ta nuôi cua nè các bạn. Đó, nuôi cua người ta vào lưới như vậy. Còn Tùng thì không có chi phí để vào lưới nha. Nếu mà qua sang năm mà Tùng có nuôi nữa thì sẽ có đầu tư để vào lưới nha cái nè, để cho con cua nó hạn chế nó bớt đi cái nè. Còn như mấy cái ao như vậy không có vào lưới thì con cua nó sẽ lớn lên nó chắc và nó đi nha, nó lớn lên nó chắc nó sẽ đi. Còn nếu mà vào lưới như vậy thì con cua nó không có ra được nha cái nè. Vào xung quanh giá con cua leo lên cũng lọt xuống đó. Ở đây đây còn nhiều ao quá trời cái nè. Đây toàn bộ ao là nuôi cua với nuôi tôm. Nuôi tôm công nghiệp được không? Bây giờ thì Tùng vô Tùng nói chuyện với ông anh chút xíu rồi Tùng sẽ về cái nhà. Quá nắng rồi. Đi thả cua giờ anh em cũng về tới nhà cả nhà. Khá nắng này. Thì cho Tùng xin kết thúc cái video luôn nha. Hẹn cả nhà cái video tiếp theo. Cả nhà xem video thấy hay thì ủng hộ cho anh em mình nha. Bây giờ thì chào và hẹn gặp lại cái video tiếp theo nha.